Khang Audio Bình Dương xin chào tất cả các đồng chí. Mời các đồng chí trà đá. Trà Lâm Đồng đấy nhỉ, trà Lâm Đồng. Trà Lâm Đồng mà uống trà đá thì được cái nó có cái vị, nó có mùi thơm. Địa chỉ là ở gì ở Lâm Đồng vậy. Thế còn uống trà gọi trà nóng, trà chát thì lại phải uống trà Thái Nguyên. Mình thì chơi các kiểu. Chim ăn được là người ăn được. Báo cáo với các đồng chí, ngày hôm qua mình đã giới thiệu một cái con chim ăn điện của hãng Arirang. Thì con này mình tuyển lựa, nói chung là nó còn rất chi là mới. Chỉ có mỗi cái là mình không biết cái chỗ nào người ta bán cái thùng xốp của cái âm ly Arirang BA203XG này. Nếu biết nữa mua cái thùng xốp vào nữa. Đấy. Thì là cái âm ly mới. Đúng không? Phên vị thì mình xoay có một video tách riêng ra để báo cáo tới các đồng chí trên toàn lãnh thổ. Hàng tuyển lựa nó phải tuyển lựa như vậy đúng không ạ? Nghề chơi nó rất công phu. Đấy, không phải là cứ âm ly nào cũng có thể coi như thế nào móc ví được đúng không ạ? Ê, có một cái chị bảo rằng coi như thế là cái âm ly của anh nhà em mua cái âm ly so với cái âm ly của anh thì rẻ hơn được 200.000 đồng. Đấy, nhưng mà cái âm ly của nhà em nó cầy nhá, cái mặt đằng sau này tức là âm ly đại loại là nó sửa chữa nhiều lần quá rồi, ở dưới nó nát bét nhẹ, bét tè lè nhẹ từ lưa đó. Đấy. Thì hóa ra như vậy thì rẻ hơn 200.000. Thế nhưng thực tế ra mới đầu mình nhìn thấy mình ngộ nhận đó là một sản phẩm ngon bổ rẻ, thế nhưng thực tế ra thì là mình mua cái đó mà tính theo kg thì nó là quá đắt đúng không ạ? Tại vì hàng nó đã đào bới xới lộn như vậy thì hàng đó sẽ được đi vào tính theo đơn vị là kg nha, chứ không tính theo chiếc như thế này đâu. Thì cũng báo cáo tới quý vị và các bạn những cái sản phẩm tuyển lựa kỹ lưỡng như thế này không có thì thôi, cứ đưa lên sóng là sẽ có những thượng đế ưng cái bụng ngay. Và ngày hôm nay nha, Khang Audio trịnh trọng tuyên bố em nó đã tìm được bến đỗ, em nó về làm dâu quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Bánh mì nóng đây, bánh mì đặc ruột đây mà chẳng có đồng nào mua cái bánh mì ăn này. Báo cáo tới các đồng chí, người chồng của em nó là Nguyễn Minh Tuấn ở địa chỉ 2E Nguyễn Thành Ý, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nhà cung cấp là Khang Audio 0368888479. Ở đây thì mình không ghi chữ Việt Nam, tại vì mình gửi đơn vị vận chuyển Viettel Post là người ta biết sẽ thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam rồi nha. Đấy, nên mình không cần thiết là phải ghi chữ Việt Nam vào em gì cả. Thì bây giờ mình xin đi vào test cái phần karaoke nha, cũng như cái phần nhạc của em nó để gửi tới người thượng đế đã ưng cái bụng, đã cương quyết sở hữu được những cái sản phẩm còn nguyên zin mới như thế này, cũng như gửi tới đồng bào đồng chí cả nước. Quạt chạy đấy, hai cái quạt này thì là giải nhiệt cho nguồn, còn cái quạt này thì giải nhiệt cho công suất đấy. Vì cái con này người ta tính toán nói chung là tỉ mỉ kỹ lưỡng đấy, thế nên là nó mới theo mình thì mình mới coi nó là như một con chim mồi của hãng đấy. Nhờ vào cái con chim mồi này mà hãng Ariang tồn tại được ở nước Việt là thứ nhất, cái thứ hai bán được nhiều sản phẩm đấy. Mình cũng chia sẻ rồi, có những sản phẩm người ta sản xuất ra người ta trà trộn vào để người ta bán thêm với những cái sản phẩm này. Mình thì mình chỉ tuyển lựa những cái con chim mồi, những chim ăn điện như này thôi. Thì thông tin tới các đồng chí lại nhé, là con chim này nó chỉ ăn điện thôi, chứ nó không ăn thức ăn của chim và nó cũng không ăn thịt. Đấy, nó chỉ có ăn điện thôi, không cho nó ăn điện là nó sẽ chết nha. Đấy, không cho nó ăn điện là nó không kêu, nó không hoát lên được đâu. Test cái mảnh mic. Alo, alo. Đấy, cái mảnh tích của con chim ăn điện này rất chi là nhạy như này. Alo, alo 1 2 1 4 5 6 7 8 9 10. Alo, alo 1 2 1 4 5 6 7 8 9 10. Alo, 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 đấy, đấy, alo, alo. Thông thường nhá, thông thường nghe ta cứ chỉnh ta để ở hướng 12 giờ nhá. Đấy là những cái hướng phổ thông nhất đấy. Còn những gọi là nghệ nhân thì người ta có thể biến tấu đi, nhưng theo mình thông thường mình cứ để hướng 12 giờ này nhá. Alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, alo,
alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Những cái con như thế này, những con chim mồi của hãng Adidas chuyên ăn điện thì thôi không cần phải ăn nữa, đúng không ạ? Tại vì thương hiệu nó đã được khẳng định qua thời gian rồi, đúng không? Thế thì bây giờ xin đi vào vấn đề là test nhạc nhá. Thì mình đang giới thiệu tới các đồng chí về con chim ăn điện, thì mời các đồng chí nghe cái bài hát có cái từ là con chim luôn, hót đi chim nhá. Đấy, chúng ta phải lưu ý về những cái con chim nó chưa hót thì chúng ta phải dục cho nó hót đi nhá. Đấy, thì nghe cái loại nhạc mới này cho nó lạ tai một tí nhá. Đấy, phải lưu ý, phải động viên chim hót liên tục, hót suốt ngày, hót bất kỳ lúc nào, tranh thủ hót. Thank you.
các đồng chí lưu ý nhá, ta luôn nên động viên chim nó hót nhá, hót thường xuyên, hót đi chim. Cảm ơn các đồng chí luôn đồng hành cùng Khang Audio. Chào thân ái. Merci.